Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an huyện Trảng Bom bắt những đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Quảng Tiến, thu giữ khoảng 2 kg ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan. Qua công tác quản lý địa bàn, cuối tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện nhằm đối tượng Dư Minh Hoàng quê tỉnh Bình Thuận hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên huyện nên lập án đấu tranh, Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp bắt quả tăng Dư Minh Hoàng đang mua bán 2 kg ma túy tại xã Quảng Tiến. Khám xét nơi ở của Hoàng, cơ quan công an phát hiện Gính Lị Vòn, 33 tuổi, ngụ huyện Định Quán. Tại phòng ngủ của Vòn, thu giữ một cân tiểu ly, một kéo bằng kim loại, nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Trong quá trình khám xét nơi ở của Hoàng, thì Hoàng Văn Vũ, 27 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đến nhà trọ để gặp Hoàng, nên cơ quan công an đã mời về làm việc qua làm việc vũ thừa nhận đến nhà trọ để mua ma túy nô để sử dụng ngoài ra vũ còn khai nhận đăng cất giữ giúp đối tượng nô một khẩu súng khám xét nơi ở của vũ cơ quan công an thu giữ một khẩu súng và sáu viên đạn chưa xác định chủng loại súng và đạn hiện công an đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật